Nơi đây do danh thầy tặng quý con qua bài Tăng Cổ Thiên Cơ Sàng Tiên bài 1. Ngộ giới tâm nguyện mang thiên tàu qua, mãn cơ ngũ tiên thay nghiêng thời lai. Ngũ hành lão già thay qua ngũ đức, tam nguyên mạng chu kỳ thay tinh qua trời thiên. Năm thứ dịch ôn càng khôn biện thế, cho đi loài ma ngũ âm thời ly. Để qua tăng kỳ tăng thi đạo đức, ai tu không ai không tu tìm thiền khổ ôn thằng nữa qua âm thiền. Năm dịch mở ra là năm đội ôn thằng gian thế, để rước người có âm mà cách lì thể dương hàng. Có thể nói giặc trời tới đây thanh lọc qua lại ta, nên năm khí ôn đọc vào từng hoàng đưa rước, rước những người chim tà làm trái ngược thiên cơ. Người chống lực trời chống Phật pháp tiên cơ, cản đạo đức tu cứu người trần thế. Những kẻ sĩ vô thần Phật và trời cao cho chức khuê, và tâm lập tâm của con người chẳng thế. Hổ ác nó đã quá dư, nó làm hư chánh đạo của con người, nên chi ngủ ông thần mới tới ra đủ nó ra quả đất, để không còn tạo vật tạo chiến tranh. Còn thiện không tu tiên thiện giả cũng bất lành, đem lý sự tham danh tung hoành trong tâm gian. Phép vô hiệu ông dịch qua mời các ông thầy ông đạo, các ông chống trời nên mà ông dịch tới đưa đi. Đợi coi các ông tu cái gì mà thiên địa bất thành trì. Năm giới âm ma không tha người ác, nó ở âm thiên qua rước tà tiêm. Ngồi tu ta nhìn không gian màu tim, năm đội ôn thằng rước lộ sĩ tu công tu thiện. Vô quý giàu sang ngô ôn hoàng rừng, tích ác thì đi tích thiện thì an. Cơ chi bạc hoàng thở than chỉ ai, từ hồi đời người thiện ác ai tài nạn. Biến dịch thiên cơ đã mở mạng sàn say, mà thiên đạo nhân quả có người ta trở là quả tình cầu. Mình cũng chung á kẻ á chung bầu, trời thật tạo ra loại vô cha vô chủ, không thờ trời bằng lửa dối tới quả Phật để tôi.
một kỷ nguyên đã đàn áp tam giới nhà tu. Tình quá ác còn lòng người chưa quỳ, nên ngủ ông thần tới nhân gian để tận ly giai thoát thiên nhân và chẳng kể mà cho bảy phần quỷ ma đi như trời sổ tản tì, những thứ mang đi không còn sanh mỏi rời, sàng cho nó đi để sánh địa hoàng ra vũ sâu, không ngủ hành đội năm thầy thở của càn khôn, đội sông mạng ba bằng di là di dạy thiền tâm tu tái lại tâm hồn. Phổ quý ác lai tài bài quả anh, chi nhân không tu chi phu tịnh ly, thiên cơ hỏi mình thiên di hay ác là câu trả lời thiền minh hay vô minh. Cánh cửa không gian nằm ôn thần gian, nó đi thâu tim ai có tim mang, đi ra khói trần mãn ngương người ai tích thiền sinh tồn tu thiền đêm khai môn. Kính bạc đích thầy vô danh thầy. Đức thầy vô danh thầy tặng quý con qua bài Tăng Cổ. Thiên cơ sàng tiên bài 2. Thiên lý ngũ ôn năm âm thần gian, là năm độ quân âm hám thần ôn, ai qua chi hồn năm môn hạ ác, cho nó thu hồi túi khôn ai ta tình. Thiên số thay cơ sai âm thằng tơ, gián phong gián tay thì ai chẳng gian, vô năng sự tài chi ai tạo đức, chư thần tha người ngay chính tu thiên tư. Thế đạo màng ba đã mãn chu kỳ tam giới, nên tiên hoặc thánh thần đi, nên nhà mã xuống tam kỳ. Năm trăm năm qua thì cái chuyện ác tới ly bì, đạo tranh đạo còn Phật thì tranh Phật, không tu theo tăng kinh kỳ mà tranh sấm ma lực thị. Trời cho tiên chi không nghe còn cản tạo qua bánh xe, cơ tiên qua mà họ làm thành cơ thôn qua, còn dặn mình thì chê ra bao ôn trùng độc lạ, đề xa khai nhận gian tranh là danh quyền ba. Còn nhà Phật Thích Ca đã tiên chi cho thế đạo tam kỳ, Phật lại tạo ra tu thi quốc danh mãi Phật để vào tiền tài và mái gió đồ đau. Đạo Phật từ bi biến thành trí tệ đánh nhau, mắt lưng lý dạy Phật nào
tu đạo đức, nên chi lực thiên hạ sinh hậu thiên đấu cực. Sai năm đội ông thần vào giúp Phật loại ác tu, để lại an bình cho thiên đạo thiên Phật trong tu. Hồn dịch năm thiên rước ai lòng ác, rước ai tàn tinh kế si vô mình. Giúp cho ngương bình giúp ngương bạc ác, thiền tu sinh tồn ác tiên ly tiên các hồn. Biên thế rước tim chay tim tình ác, cho nó đi qua thế giới âm thiên. Lọc cơ khai quyền lọc thiên người ác, tích thiện đường tổng hay ác tiền càng con. Thiện ác đến kỳ thay hồn và đổi xác, đó là màn ba thay đổi lực đạo của tiền. Thì đi người tích ta thiện ôn hòa, cơ biến thiên lý trời thanh trần địa, còn người tu thiện tồn qua tăng thế bình an. Năm ngũ ôn thần lãnh chỉ gian thế gian, dọn bảo ác qua âm hà cho sạch thế. Người thiện ngồi tu tìm thiền, tu tìm sức thế nên lùi lại ngồi tu, không tranh giả danh tài. Thế giới sức bị an, thiên cơ nay đã đến ngày tu thiện được tồn càng không khải định, nên người giàu thật tu hành không tính ai kẻ ác. Lớp từng hoàng quả với thiên tai, như ai trồng quả gì ngày nay nhận nó. Đại tu mà biết chịu thua với ai tài buông gió, ta tỉnh lời không đâu có hay là không. Cứ lọt bơi tìm thiện ta qua thiên cơ của nước ba dòng. Biển thế lo tu không su hà khắc, tìm buông tìm tha cái tim đời mang. Cho ta về người thiên tư lòng mơ, nhìn qua thiên hà qua kiên tâm thì tha. Nam ngọc ông sanh kiên canh dịch đau, tỳ ai tỳ nhân ta chi tu thân. Như tu ngồi chờ thiên cơ đổi ly, mới qua tâm chu kỳ mới dứt nạn ni. Kính bạn đức thầy vô danh thầy. Đức thầy vô danh thầy tặng các con qua bài Tăng Cổ Thiên Cơ Sàng Tiên bài ba. Hai ơi con không ở trong dạng thế, đại tu không tranh đại danh chịu thua. Ngô ông thần thùa là cơ biến thế, cái cơ âm tiên thiên hạ cao thủy mà già tiên. Hai giới tranh đua hơn thua dạng ai, vì tranh mà đau vì tranh mà ông. Mắt nơi sinh tồn vì ôn dịch đa, không biết tu tìm thiền ai qua đông thiền môn. Ôn dịch xảy ra để thi tinh hà tinh tu, vì nó không có tình có trời cha và vũ trụ linh hồn.
nên các thứ siêu âm gian nó tới siêu cả tâm thần để đáp số cái con người không thật không phật khi nó có phép gì mà chống trời đất thiên cơ trời phạt và chu âm tiên đã đến ngày giờ để chánh đạo và làm yên thiên cơ trên quả đất quỷ ma chọn cây tu vô thần của di vật còn người tu tâm họ chọn tu tinh thần và trời đất con kể vậy ra vô Phật không trời này thiết ấy quả báo di hoặc quỷ thần nhìn thấy cây mấy thiên hạ trời không che đậy được đâu Phật hòa trời cho thánh tiên tri thay ngộ khí địa cầu 500 năm trước ngôn sự tới đầu ở trong quả đất bao nhiêu ngôn đã từng con người từng di hoặc không nên tu hòa học cái tất cả của siêu nhiên làm mất linh hồn và mất thiên chức của đạo thần tiên hồ gió kêu mây bay đi dạng thế các khế khu thiên chế ra tài tiên ác duyên vì tiền thanh tiên hiêu chiến làm sai cơ thiên hạ không tạo tiền chi tiền phép phá thanh tu làm theo tình ác không thiện chí nhân không chi thiện minh làm sai thiên tình ác lai ăn bao trời sai ôn thần đưa đi hàng ác nhân nhân quả báo ứng ra đến ngày nhân quả trả thiên cơ là công bằng tìm giới hạn kẻ tình thiện ác đã có hai thiên tu không sắm ba ở thiên hạ ta được nước phải có tình tha chí quốc còn đạo và Phật tha người cho nước thái bình phong có tha người mới có sức mạnh cứu non sông không tha sĩ sĩ này tùng ai tùng thiên trợ lý về lẽ đó Phật kỳ khu tu hòa nhân trị cao giảng sơn mà muôn tình yêu ai quốc chung có phải ta nhân sinh là quan ta được cả nước bồ đề trời không phạt khi ta có tình tha nhân loại có dùng tình trong tiếng nói hiệu dân bậc sĩ phu tu đạo ái quốc công bằng không tiên thiên tà cũng không thiên thân hầu ta chỉ đồng cho quốc gia gia tình yêu chi lệ người chỉ đồng yêu thế thế để kinh ban chung nước yêu thương nhau lập ra tổ quốc thiên đàng muôn phiên tìm tha tù tìm tàu qua muôn ôn nó tan muôn dịch nó lùi tìm tu vì người đem tu vì nước tạo phước cho dân lành tìm cư hòa thiện.
thiền căn. Muôn giáp tim dung để chung tình nước, giúp cho chúng sinh hộ trì hộ thành. Đạo cao nhân thành tu chung bác ai, đức cao trọng tài tô tiên qua trời xanh. Kính bạch Đức Thầy Vô Danh Đại Đức.